chào quý bậc phụ huynh. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục hướng dẫn cho các em tự hạch toán ở nhà lớp 2 của sách Cánh Diều, bài 10, phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 tiếp theo. Hôm trước phép cộng 9 cộng 4 bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy là có 9 chấm tròn màu xanh, thêm 4 chấm tròn màu đỏ nữa là bằng bao nhiêu? Chúng ta nhìn thấy 9 chấm tròn màu xanh thêm 1 chấm tròn nữa là bằng 10. Ta nói là 9 cộng 1 bằng 10. 10, chúng ta cộng thêm 3 chấm tròn còn lại. Đây, 10 cộng 3 là bằng 10, 13. Như vậy, 9 cộng 4 bằng 13. Bài tập thứ nhất. Tính 9 cộng 3 bằng bao nhiêu? 8 cộng 3 bằng bao nhiêu? Ở câu thứ nhất 9 cộng 3, chúng ta thấy là 9 cộng thêm với mấy nữa là bằng 10. Như vậy 9 cộng thêm 1 nè, là bằng 10 nè. 10 cộng với mấy, như vậy 3 này chúng ta bớt đi 1 rồi là còn 2. 10 cộng 2 là bằng 12. Như vậy 9 cộng 3 bằng 12. Chúng ta đi làm bài tập, điền 12 vào đây. Tám cộng ba thì chúng ta thực hiện tương tự, 8 chấm tròn màu xanh cộng thêm 3 chấm tròn màu đỏ nữa. 8 chúng ta thêm 2 nữa để nó bằng 10. Như vậy 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng với 1 nữa là bằng 11. Như vậy 8 cộng 3 bằng 11. Bài tập số 2. Tính 9 cộng 2 bằng bao nhiêu? 9 cộng 5 bằng bao nhiêu? 8 cộng 4 bằng bao nhiêu? 8 cộng 5 bằng bao nhiêu? Tương tự với bài 1, chúng ta nhẩm bằng cách là thêm. Ở đây 9 này, chúng ta thêm 1 nữa bằng 10. 10 cộng với 1 còn lại là bằng 11. Những em học sinh giỏi thì các em có thể nhẩm ra liền kết quả, mà không phải tính bằng từng cái chấm tròn như chúng ta. Như vậy 9 cộng 2 là bằng 11. 9 cộng 5 nghĩa là lấy 9 cộng 1 là bằng 10. 10 cộng thêm 4 nữa là bằng 14. 8 cộng 4, như vậy 8 cộng với 2 là bằng 10. 10 cộng với 2 còn lại nè là bằng 12. 8 cộng với 5, 8 chúng ta cộng với 2 nữa là bằng 10. 10 cộng với 3 còn lại nè là bằng 13. Bài tập số 3. Tính 9 cộng 7, 9 cộng 8, 9 cộng 9, 8 cộng 8, 8 cộng 7, 8 cộng 9. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm 9 cộng 7. Học sinh có thể là đếm thêm như hôm trước chúng ta hướng dẫn, hoặc là nhẩm cộng 9 cộng 7 cũng được. Hoặc là chúng ta là 9, 7 là gồm có bằng 1 cộng 6 này. 9 thêm 1 nữa là 10. 10 cộng với 6 bằng 10, 16. Vận dụng ở bài tập 1 và bài tập 2, học sinh dễ dàng làm được là 9 cộng 8 bằng 17, 9 cộng 9 bằng 18, 8 cộng 8 là bằng 16, 8 cộng 7 bằng 15, 8 cộng 9 bằng 17. Bài tập số 4. Bài toán có lời văn.
có 9 chậu hoa. Các bạn mang đến 3 chậu hoa nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu chậu hoa? Phép tính. Như vậy chúng ta viết phép tính đúng vào. Trả lời có tất cả. Dấu hỏi chấm chậu hoa. Như vậy chúng ta thấy là đã có là 9 chậu hoa rồi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn mang đến thêm là 3 chậu hoa nữa nè. 1, 2, 3 nè. Rồi hỏi có tất cả bao nhiêu chậu hoa. Như vậy ở đây chúng ta thực hiện phép cộng. Có rồi mang đến thêm 3 chậu nữa này. Rồi hỏi tất cả bao nhiêu chậu hoa. Thì chúng ta viết phép cộng. 9 cộng với 3 nữa là bằng 10, 12. Thì viết kết quả vào. Ở đây là 9 nè. Cộng 3 bằng 12. Trả lời là có tất cả 12 chậu hoa. Như vậy đây là toàn bộ nội dung của bài 10. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20. Xin chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.